Dạ Linh xin kính chào quý ông bà cô chú, các bạn kem nhỏ đã đến với kênh Thuật Nữ Cà Mau. Mấy bữa nay á, thì ở Cà Mau mưa hoài luôn, chắc là do ảnh hưởng của bão á. Thì thời tiết Linh thấy cũng rất là lạnh nên là Linh định nấu cái món gì ấm bụng để đãi cả nhà. Thì bữa nay là Linh sẽ nấu lẩu hay ông bà cô chú các bạn. Thì cái món lẩu bữa nay Linh làm là món lẩu ngọt. Tại hồi xưa á, đi đám á, thì thấy người ta hay đãi lẩu ngọt lắm, nhưng mà bây giờ á, thì người ta đãi lẩu chua, lẩu thái được không mà cũng ít gặp cái món lẩu này. Thì bữa nay là Linh có mua được một ít tim nè, rồi phèo, rồi lá mía, rồi cái lưỡi. Mình muốn ăn gan á, thì mình có thể là bỏ thêm gan. Thường là Linh thấy đám là người ta có bỏ gan nữa, nhưng mà nhà Linh không có ăn gan nên là Linh không có mua gan. Đây thì mua thêm một miếng thịt. Thịt này á, thì Linh mua miếng thịt nạc á, để một lát á, Linh sẽ cuốn với cây củ cải đỏ để mình làm cái thịt trong cái bỏ lẩu. Thì cái lẩu này là Linh làm lẩu ngọt kiểu lẩu cù lao hồi xưa á. Ở bên đây thì có mua rau củ, thì có núm nè, rồi củ cải đỏ, thì dưa leo, củ hành, củ cải trắng, củ sắn để bỏ vô để mình làm cái nước lẩu cho nó ngọt á. Rồi lẩu thì thường là Linh sẽ thấy người ta bỏ chả cá đồ vô á, nhưng mà bữa nay thì Linh sẽ làm chả tôm ha, tại vì có mua được mấy con tôm sắc này cũng ngon nè. Tôm này thì người ta gọi là tôm sắc hoặc là tôm giang. Mấy thím ở gần gần đây là đóng đáy ra quá trời luôn nên là Linh cũng mua được mấy ký. Thì lát Linh lột ra để làm chả tôm, chả ở nhà mình làm ăn thì sẽ rất là ngon. Bây giờ Linh nấu cái nồi nước hồi nãy giờ nó sôi luôn rồi nè. Linh sẽ trụng cái đầu lòng này. Cho cái đầu lòng nó sạch, nó không có bị tanh. Hồi nãy là Linh cũng hả rửa với muối với gừng đồ mấy nước rồi. Thịt thì đi lên khỏi trụng, lên chỉ trụng lưỡi, tim, phèo với cái lá mía này thôi. Tại cái lá mía này lát nó cũng ra cái nước đen thui à. Cái lưỡi này thì mình phải trụng để mình cạo lại cho nó sạch. Linh không có mua xương nước lẩu, còn lát là Linh dùng cái này để Linh nấu nước lẩu luôn. Nên là Linh phải trụng để mình nấu lát cho cái nước lẩu của mình nó trong. Linh bỏ vô luộc hồi nãy giờ tầm khoảng 7 phút. Thì lúc này là cái nước nó ra nè, nó đen thui luôn. Thì Linh sẽ vớt cái lưỡi này ra để mình cạo cái lưỡi này, vớt cái phèo ra luôn. Linh cũng vớt cái lá mía với cái tim ra. Cái này nếu như mình vớt ra, mình sợ cái đầu lòng mình đen á, thì mình có thể là nặng xíu chanh vô cái nước để mình rửa. Nhưng mà cái này là ở nhà Linh ăn á, nên là Linh khỏi cần nặng chanh cũng được. Hồi xưa là Linh thấy mấy thím á, là nấu đám á, thì sẽ dùng nước mưa để ngâm. Cái đầu lòng của mình nó cũng bị trắng nữa, nó không có dơ. Rồi bây giờ Linh sẽ dùng cái dao để Linh cạo cái lưỡi này, tại vì cái phần lưỡi này nó dơ lắm. Mình cho dù mình đã mần sạch rồi nhưng mà mình phải trụng rồi mình cạo lại để cho nó sạch cái nhớt nhau ngay chỗ này nè, cái phần này nè, phần này của cái lưỡi nè, cái cuốn lưỡi á. Rồi bây giờ là Linh thấy nó sạch rồi, Linh sẽ bỏ cái lòng này qua trên cái son để mình chuẩn bị nấu nước lẩu. Nhà Linh ăn, Linh đâu nấu nhiều đâu, nấu xíu à, đủ nồi đủ ăn này. Linh bỏ cái tim vô, còn cái lá mía thì mình giữ lại lá mía. Mình luộc riêng, tại cái lá mía nó sẽ ra cái chất đen lắm. Rồi Linh sẽ bắt cái nồi nước lẩu lên ha. Để cái nước lẩu của mình ngọt hơn á, thì ở đây Linh có chuẩn bị một trái dừa nè. Mình sẽ cho thêm một trái dừa vô nữa. Mình nấu nước lẩu. Oh. Dừa để nấu nước lẩu á, thì Linh dùng cái dừa gám vỏ vậy nè. Mình nấu đi cho nó ngọt nước. Đổ hết cái trái dừa này vô luôn. Trái dừa này cũng to. Cái dừa cũng nhiều nước ghê á. Rồi bây giờ Linh sẽ cho hai củ sắn vô để mình hầm. Cái nước dùng này là lấy cái độ ngọt từ rau củ là nhiều. Cho một trái dưa leo. Rồi bây giờ qua đây là Linh sẽ rửa cái tôm này. Cái tôm này là hồi nãy giờ trong lúc mà đợi luộc cái đầu lòng á, là Linh đã lặt cái tôm này. Mình nhớ là cái tôm để làm chả tôm thì mình sẽ lặt hết cái phần gạch của con tôm ha. Rồi bây giờ Linh sẽ rửa lại. Cho miếng nước vô. Cho xíu muối vô, mình phải rửa bằng nước muối để cái thịt tôm của mình nó chắc, nó cứng, để lát mình làm chả cho nó dai.
bóp cho cái gạch nó ra hết ha, mình không có giữ lại cái phần gạch. Giữ lại cái phần gạch là cái chảo mình làm nó sẽ bị hôi. Rửa nước muối cho nó cứng tôm vậy nè. Bóp giữ vô. Cái tôm này ông bà cô chú các bạn mình có thể là dùng tôm thẻ, tôm đất, tôm sú, tôm nào làm cũng được. Tôm nào thịt nhiều thì mình làm nó sẽ ra nhiều chả thôi. Tại sẵn là Linh mua được tôm này nên là Linh sẽ dùng cái tôm này để làm. Giờ Linh bóp nước muối nè, cảm giác mình bóp cái con tôm của mình nó cứng là nó chắc cái thịt con tôm. Mình sẽ vớt ra. Vớt ra cái gỗ. Cái tôm này sau khi mà vớt ra rồi thì mình có thể là đem đi phơi nắng để cho nó nhanh gáo. Thì phơi cũng tầm khoảng 5-10 phút rồi cho cái tôm này nó gáo gáo, rồi Linh sẽ đem cái tôm để vô tủ lạnh. Để một lát mình xay thì cái chả của mình nó mới có độ dai ha. Giờ trong lúc mà đợi cái tôm này nó gáo á thì Linh sẽ qua đây Linh sắc cái miếng thịt này để mình làm cái thịt cuốn với cái củ cải đỏ. Lát mình bỏ vô cái nồi lẩu của mình cho nó đẹp. Sắc thịt để cuốn thì sắc mỏng thôi. Miếng đầu Linh sắc nè, nó hơi nhỏ quá, mình cũng phải sắc hơi bự bự, mỏng mà bự á. Để mình cuốn được cái cà gót với nấm mèo vô. Sắc nhỏ quá không cuốn được. Để cái thịt của mình nó cuốn mà nó không có bị khô cứng cái miếng thịt á, thì sau khi mà mình sắc xong nè, mình cũng phải đập đập miếng thịt nữa. Vậy đó, một lát cái miếng thịt của mình nó mới mềm. Mình không đập là một lát mình cuốn lên miếng thịt nó cứng ngắc à. Rồi giờ mình sẽ bỏ qua cái thau này nè. Để lát mình ướp nữa. Ướp xong mình mới cuốn. Món này thấy vậy mà làm cũng cầu kỳ, nhiều bước. Hồi xưa đám thì đông người phụ á, nên là làm mấy cái món này không có thấy cực. Bây giờ thì đám người ta làm gọn gọn á, cũng ít người phụ nên là người ta làm mấy món nào mà gọn gọn nhanh nhanh. Nên là bây giờ ít thấy những cái món này trên cái mâm cỗ. Chứ hồi xưa đi đám giỗ là nhà nào cũng sẽ có lẩu cù lao nè, rồi mấy món chả lạnh đồ, đó, mấy cái món cơ bản. Vậy là nãy giờ Linh sắc thịt xong rồi. Bây giờ thì Linh sẽ bắt đầu ướp cái thịt này để cho nó thấm một xíu ha. Để một lát mình hấp lên cho cái thịt của mình nó thấm vô trong nó ngon. Cho xíu hạt niêm, xíu nước mắm, cho thêm một ít đường. Để cái thịt của mình thơm hơn thì Linh cho thêm một xíu tỏi phi vô nữa nè. Rồi mình trộn đều lên. Ướp cái thịt xong thì Linh qua đây Linh cũng sẽ ướp cái cà gót, nấm mèo với cái hành tây luôn. Thì cái này cũng ướp y chang vậy á, mình ướp cho nó xèo xuống đến lát mình dễ gói. Linh cũng cho vô hạt niêm, đường, nước mắm. Trộn lên, lát cho nó xèo xuống, để lát cho mình dễ gói. Cái này thì ướp tầm 5-10 phút là được rồi. Trong lúc mà đợi mấy cái gia vị này nó thấm thì Linh qua đây Linh sẽ vớt cái tim với cái lưỡi với cái phèo ra. Tại vì nấu cái nước lẩu hồi nãy giờ là lâu dữ rồi, mình vớt ra thì để lâu quá cái này nó gục, ăn không có ngon. Lưỡi mình phải ăn cho nó giòn, chứ để nấu gục quá nó hết ngon cái lưỡi của mình. Ui, cái lưỡi cái tim bự. Linh cho vô xíu nước để Linh ngâm cho nó trắng ha. Trắng cái lưỡi với cái tim. Nóng hổi luôn. Ngâm đây xíu mà mình nó nguội rồi mình sắc mình ướp. Rồi bây giờ Linh qua Linh nêm nếm cái nồi nước dùng nè. Nồi nước dùng nãy giờ chưa nêm gì hết trơn á. Cho xíu hạt nêm vô.
xíu đường. Có đường phèn á thì mình nấu đường phèn nó sẽ ngon hơn. Cho thêm một ít bột ngọt. Rồi lát mình thử lại ha. Tại nhà Linh ăn không có nhiều nên là nấu cái nồi nước lẩu ít sạch à. Lát cái mình coi nêm nếm lại coi vừa khẩu vị gia đình mình chưa. Rồi bây giờ Linh qua đây Linh sẽ bắt đầu làm cái chả tôm ha. Cái chả tôm là để hồi nãy giờ nè. Lúc này nó lạnh này. Thì cái cách làm cũng rất là đơn giản. Giờ Linh có chuẩn bị cái máy xay sinh tố, mình sẽ bỏ vô máy xay sinh tố. Linh dùng cái máy này là cái cối này là cối xay thịt á. Cho tôm vô. Linh nêm vô đây xíu hạt nêm. Để mình xay luôn. Cho thêm tí tỏi phi. Cho tiêu cũng được. Này là tùy mỗi nhà thôi. Đậy nắp lại rồi bắt đầu xay. Rồi bây giờ Linh xay chắc nó mịn này nè, mình dở ra coi nó mịn chưa ha. Lúc này là Linh thấy là cái chả tôm này nó mịn này thì mình lấy ra được rồi. Dùng cái giá này mình lấy hết cái phần chả tôm ra. Mình phải xay cho nó mịn thiệt mịn ha thì nó mới cái chả của mình nó mới dài. Còn to quá cái chả mình nó không có dài. Cái này là Linh dùng cỡ 2 kg tôm á thì ra được nhiêu chả đây nè. Rồi bây giờ thì cái chả của Linh làm xong rồi, Linh qua đây Linh sẽ bắt cái thịt cuốn với cái cà gót với cái nấm mèo lên nấu luôn. Linh cho vô đây xíu nước dừa tươi để mình hấp cho nó ngọt. Thấy cái này món này ha, làm lặt vặt cái ít gì thấy nó lâu. Bây giờ mình đậy nắp lại ha, mình hấp. Linh quên nêm chứ, mình phải nêm vô đây xíu hạt nêm nữa để cho cái nước dừa của mình nó ngọt. Trong cái thịt rồi, trong cái cà gót rồi cũng có nêm rồi, nhưng mà mình nêm thêm xíu này đây, cho cái nước hấp nó ngọt. Rồi bây giờ Linh đậy nắp lại. Qua đây Linh sẽ dò cái chả tôm này rồi để mình đem đi chiên cho nó dai. Linh dùng cái dầu này Linh thấm tay. Rồi sau đó mình muốn ăn cục nhỏ cục bự thì mình dò theo cái sở thích mình thôi. Nếu mới muốn chiên bự thì mình dò cục bự, còn muốn ăn nhỏ thì mình dò cục nhỏ. Mình dùng dầu mình thấm tay để cho cái chả nó không có dính vô cái tay. Mình nắn xong là cái cục chả của mình nó bóng dợn luôn. Thì lát chiên lên thì mới biết nó có dai hay không ha. Hồi nãy giờ bỏ lẩu thì Linh nắn hình dài dài, còn chiên ăn thì nên nắn miếng dẹp dẹp tròn tròn. Lúc này là cái nồi thịt này nó chín rồi nè, nó cạn nước rồi. Thì Linh sẽ nhắc xuống. Rồi mình gắp cái thịt này ra dĩa luôn đi. Để lát mình bỏ lẩu. Wow, thơm quá. Tại vì bỏ lẩu cái ít nên là Linh không có làm nhiều. Đám ta mới làm nhiều chứ nhà mình ăn vậy là cũng nhiều lắm rồi đó. Rồi bây giờ Linh để nó đi cho nó nguội. Qua đây Linh bắt chảo lên để Linh chiên chả nè. Chiên chả này thì mình chiên lửa ghiêu ghiêu thôi, đừng chiên lửa lớn quá. Lửa lớn quá sợ lát cái nó phì cái chả của mình ra nó bị nhăn. Bây giờ dầu chưa sôi lên bỏ chả vô luôn ha. Đừng để dầu sôi quá. Dầu sôi quá là cái chả của mình chiên nó phì lên, cái ăn lát nó nhăn lại, cái mình bỏ vô lẩu nó không có đẹp. Mà mình chiên cái lửa ghiêu ghiêu, dầu chưa sôi bỏ vô vậy đó, để nó chín từ từ. Chứ chín nhanh quá cái nó bị phì, cái ăn lát cái nó nhăn. Giống như mình chiên cá viên, tôm viên ở ngoài tiệm vậy đó. Chiên lửa lớn quá cái nó phì lên lát cái mình gấp xuống nó xèo không có ngon. Thợ này hả, nắng không có khéo. Mấy miếng bự bự này là để Linh chiên ăn ăn chả chiên nè. Còn mấy miếng mà Linh nắng dài dài là để ăn chả lẩu. Bây giờ Linh chở lại coi cái chả sao rồi. Nè nó cũng vàng nè, nhìn ngon á. Chả mình chiên mình thấy nó phì phì lên vậy là mình biết cái chả mình nó dai rồi. Linh chở lại.
mình chiên bỏ lẩu thì mình cũng chiên sơ sơ thôi chứ cũng không cần vàng quá đâu. Khi nào mà mình chiên mình ăn á thì mình chiên cho nó vàng nó chín, còn chiên bỏ lẩu thì mình chiên cho nó vàng nó chín ở bên ngoài á, để khi mình bỏ vô lẩu để cho nó đừng có bị bở, cho cái chả mình nó dai hơn. Phì lên nè. Tại vì hả Linh dò lên nắng không có khéo nên là nhìn cái cục chả nó không có được đẹp. Bây giờ qua đây Linh sẽ bắt lẩu luôn. À, cái thịt này là lúc này là nó Linh sắt ra rồi là Linh trộn với củ cải đỏ rồi hành tây, rồi Linh có nêm vô xíu hạt nêm. Giờ Linh bắt lẩu luôn ha. Cho xíu nấm. Tại vì nếu như mà nhà mình thường á là người ta sẽ cho cái lớp dưới này là cái bắp cải trắng á, nhưng mà nhà Linh không có ăn bắp cải trắng cử nên là mình bỏ nấm ở dưới đi rồi mình bỏ thịt lên. Cái thau thịt này hả cũng đãi đám được mấy mâm luôn á. Thịt nhiều nên là mình ít ăn rau, mình ăn thịt. Bông hoa rồi nè, cũng tỉa đơn giản à, chứ Linh cũng không có khéo nên là không có biết tỉa kiểu cọt gì nhiều hết á. Nhìn cái lẩu này là đúng chất lượng luôn á. Thịt thà rồi nhiều để dung luôn. Mình cho thêm mấy cái thịt mình cuốn nè. Có này có kia cho nó lộn xộn. Cho thêm mấy cọng nấm lên. Rồi, trang trí. Này là Linh tỉa đại cái củ hành tây nè, Linh tỉa lá cây. Lẩu này là lẩu thịt không luôn rồi đó, không có gạo gì nhiêu hết. Rồi cắm mấy cái bông hành lên. Màu bông siêu to khổng lồ luôn. Rồi bây giờ Linh gấp chả cá bỏ lên đó là được rồi đó. Nè cái chả cá nó lên nè. Nó chín rồi nè. Nó phì dữ rồi. Cho thêm chả cá lên nữa. Chả cá cho nó có màu xanh xanh đỏ đỏ. Chả tôm chứ. Rồi giờ mình trang trí thêm mấy cái bông cà gót. Mình gấp hết cái chả này ra đi, nó chín hết rồi. Mẹ ơi, mẹ vô ginh nồi nước lẩu quá, con chăm lẩu giờ ăn cơm luôn ha. Chăm lẩu ăn cơm luôn, tối rồi. Chiều bây giờ là chặn dạng, bắt đầu trời chuyển mưa rồi đó. Nè, nước lẩu nha. Đâu coi nước lẩu được không? Cái này là làm được 2-3 cái lẩu luôn á mẹ ơi. Ờ, nhiều quá biết rồi, còn một thau thịt đầy dung kìa. Ồ, mẹ tính nãy hết cái giá mẹ đổ nước thì lẩu vô. Múc nước lẩu bỏ vô. Chả tôm ngon quá ha, dai hết biết luôn rồi. Con giò con nắng đại đại gì mà nó cũng dai đó. Rồi xong lát mình cho miếng tỏi phi lên trên cho nó thơm phải không mẹ? Ừ. Đi đám thấy người ta hay làm vậy. Thấy đi đám thấy người ta làm chả tôm ngon quá mà mình mới làm đó. Ở đây dùng tôm mà mình làm chả này cho biết. Linh cũng mới thử làm lần đầu mà thấy cũng dai á chứ. Ừ. Rồi cái đường này lấy heo bỏ vô nữa. Nè mẹ múc than đây ha. Mẹ đây gấp than, để Linh gấp than bỏ vô luôn. Cái chiên chả nó cũng sắp chín rồi nè. Rồi ông nội đi vuông về tới luôn rồi. Để cái lò xích qua đây. Nội về ra mừng nội đi con.
ăn lẩu cù lao mình phải ăn bằng than vậy nó mới ngon nè. Ừ, phải về đây kìa. Ăn cơm luôn. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì nãy giờ là Linh đã nấu xong cái lẩu cù lao rồi, thì xin mời ông bà cô chú cùng thưởng thức với gia đình Linh nha. Mời cả nhà nghe. Chiều nay là nhà Linh ăn lẩu không à, không có ăn gì đó. Ăn lẩu với chả chiên. Chả chửa. Chả đũa. Rồi đồ đũa hả? Ngon quá. Mỡ hả? Nè, con mỡ nào nữa cho nè. Nhăn cái chân mỡ. Rồi ăn mỡ. Đó, nè. Cô ba kiếm mỡ con à? Nè, nè, mỡ quá không? Nè, đó. Con quá nhiều mỡ luôn. Cái xích vô mới ăn được. Đó, rồi con ăn muỗng đi. Ừ, nè, ngon quá nè. Sao dữ không? Nhà Linh ăn lẩu mà không có rau gác cho ăn giống hành ăn đó. Tại quá trời thịt rồi. Nóng, mỡ còn nóng nội ơi. Mỡ nóng. Ừ, mỡ nóng. Nè. Đó, mỡ đó nghe. Ngon, ừ, rứa kim rửa còn nhiều lắm chăng. Lo nấu lẩu nãy nhà ăn cũng ngon ha. Nấu bằng nước dừa ngọt sớt nữa. Ngon quá. Gấp ra hỏi rồi. Nhai luôn rồi. Đó. Bớt múc cơm dài vô con. Lâu lắm mà mới lấy cái lẩu này ra nấu à. Ngon quá. Thứ đầu mới ăn lẩu ngọt. Lẩu cù lao. Lẩu này của bà ngoại Linh để lại á. Bà ngoại còn cả mười mấy cái à. Linh thấy hả, để ở đâu ngoài chuồng gà chuồng vịt Linh xin lại cái nè. Để ngoài chắc hư hết. Tại giờ không ai xài ba đồ nữa trơn. Ta đem ta cất hết trơn à. Rồi ta xài bếp gà không ai xài thứ này. Đó, đem bỏ vô lăn đất thấy vệ sinh cái. Nhìn nó củi thôi, mình ăn lẩu lâu lâu mình ăn lại lẩu này ngon. Cơm gớt. Cơm gớt. Con ăn mỡ này không? Cơm gớt. Cơm gớt hả? Dì nội ăn ha. Rồi con quay vô con ăn đi. Chan nước thịt lẩu rồi lẩu rồi ăn cho con. Lẩu ngọt của ba nấu nước lẩu ngon, nước dừa không à. Con húp nước lẩu không? Nóng không? Nóng rồi nội ơi. Phải ăn lá mía lắm. Cô ba dứt mấy cái để ngoài cho con ăn để nóng. Ngon. Nội ăn cục này ha, cục này cứng nội ăn ha, hồi dắt mía con ha. Đúng. Thịt nó mang ăn mỡ không à. Ngon quá. Linh dứt mấy tờ lá mía ra cho Thịnh để ngoài cho nguội nó ăn. Nó mềm mềm nó mới ăn được. Một găng đủ hết trơn mà làm như là mới một găng vậy á. Mày cơm không? Để anh xay ra cho gió, gió lẩu xôi. Nó cũng xôi nè, cù lao xôi nè. Ta kêu cái này cái lẩu cù lao hả? Ừ. Lẩu này ăn lẩu mắm rồi cũng ngon nữa. Dạ. Xôi từ 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 ăn ngon. Thịnh tự múc ăn đi con. Để sợi sắn ra cho ăn, ăn nhỏ nhỏ rồi để nhiều quá cái nó. Ngon. Ngon không? Ngon không? Xé bứt ra làm hai luôn nha. Nấm gơm chưa chín là nấm gơm chín không, cái nước lẩu còn ngọt dữ nữa. Nước lẩu cho ăn thấy vừa ăn cho. Nước lẩu ngọt ha, nấu nguyên trái dừa.
Rồi đó của con đó. Ừ. Ăn lẩu ngọt, ăn lúng gơm mà ngon. Sao con nhai con không nuốt luôn? Nóng nóng. Nóng em nguội em. Ăn thử miếng chả tôm chiên. Hồi lúc mà mình mới chiên nó xèo lại, nó chưa dai hung nhưng mà nguội rồi cái nó dai. Này có bòn bòn rồi nhúng ăn cũng được ha. Cũng gao gác vậy chứ. Quên. Mua đồ nó lẩu không quên mua gạo. Cái này cũng có bông bí đúng không? Ừ. Bò. Rồi ăn nãy giờ hai thứ rồi đó. Cho hành ăn cũng nhức mắt. Hành nó ngọt nhúng vô nó cũng ngọt. Nhỏ hả? Con của nhỏ ăn cơm. Chưa ăn bát mà không khi nhỏ nha. Dọn ở dưới mà. Ở trên mặt gao ở dưới thịt. Thấy nó mua cái chút chút rồi về mà sắc sắc cỡ ba cái lẩu. Cái con cái lửa cái tim mà. Với cái phèo. Miếng thịt. Có chả tôm làm nhiều để dành ăn. Wow, nước lẩu ngon. Đó giờ mình ăn chả cá phi được. Giờ chả măng nữa giờ. Mới biết làm chả tôm nữa. Này làm nó có quết gì trên chỉ xay không đỡ cực hơn chả cá phi chả cá măng hả? Chả cá phi chả măng mình quết, cái này không quết gì chứ. Xay ra là nó dai à. Thì nó ngon không? Ăn xong hấp nhất sức còn. Chả tôm này mắc lắm đó. Người ta bán mắc. Nhưng mà người ta làm chắc nghĩ người ta có trộn bột rồi vô hả mẹ? Chứ làm không sao lại. Còn cái này là mình làm nguyên chất luôn, nó ngon. Nước. Uống nước rồi nội ơi. Có hút nước súp không? Uống nước. Chứ chưa, nội thổi nguội, nguội, nguội. Ồ, thổi phụ bà nội. Nguội á, nguội ha, thử nguội ha. Rồi, nước súp của bà làm ngon không? Thử coi. Nước. Nước, hút miếng nước này đi rồi không? Được không? Nước kia hả? Nước này uống không rõ hết rồi. Ăn cái miệng dơ quá. Nước. Nước này nữa nè. Ngon quá. Trời lạnh lạnh ăn lẩu cho ấm bụng. Chưa giờ đói mất nữa. Chưa giờ cha đi dưới đâu có ăn gì hả? Ăn cơm sáng không đi à? Dưới đâu lo ăn lẩu ngon. Dễ ăn. Giống như canh vậy kìa. Nè. Thử cái dai không? Ừ. Dai ha. Để nhúng thêm mấy củng ngoài vô nè. Chả chiên coi bộ ế hay sao á. Bỏ thêm sao mấy cục vô. Bỏ vô lẩu ăn nó ngon hơn. Chả chiên tươi. Chiên tươi này chưa chưa mình đói bụng mình ăn không á thì nó ngon. Giờ mình đang ăn lẩu thì mình nhúng vô lẩu nó ngon hơn. Cái thịt cuốn này cũng ngon ha. Hấp nước dừa nó ngọt, nó mềm. Nếu mà tại thợ làm khéo không Thịnh? Cô ba làm ngon không? Ngon. Giỏi. Cơm không ăn cũng ngon á. Mà cô ba làm giỏi không? Nào. Giỏi rồi. Ăn cơm mà mấy đứa chịu không bán gì đâu. Bê à. Đủ xé ăn cơm. Bê à. Chế ăn cơm. Kêu chế đàng hoàng chế ăn cơm. Liêu vậy. Không, bữa nay chứ không bán. Không biết mai bán không nữa.
chiều chiều khách lại kiếm hả? Hai đứa chiều đua xe hả? Ờ, bye bye. Mai mốt bán rồi chứ cho hai. Rồi, ngủ rồi đó, ăn đi con. Rồi, ăn đi. Ôi, bà hỏi chăng? Súp ngon rồi, hấp nước súp gọt gọt rồi. Súp quất cái luôn ừ. Còn hơi nóng nóng á, tại nước sôi mà cơm nguội đó. Thổi, thổi trước khi ăn con. Ừ, giỏi quá. Trời, thử nước súp trước nữa. Rồi, thổi trước khi ăn. Rồi, ăn luôn, ầm luôn. Giỏi quá à. Tại mới đầu nó làm gì chứ, hỏi nó ăn hết trơn. Nước súp ngon mà, nó thích ăn canh nào mà ngon là nó ăn hả? Nó húp húp nước trước rồi ăn cơm sao? Đổ, kỹ quá Thịnh ơi. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì gia đình Linh là chiều nay đã dùng xong cái bữa cơm rồi, rất là ngon luôn bà cô chú, cái lẩu cũng sắp hết luôn. Bây giờ thì Linh xin phép là sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye ông bà cô chú các bạn.